hoàng với 4 loại rau phá hủy nội tạng nhanh khủng khiếp, cứ ăn vào là hủy gan, thận, rước ung thư vào người. Quý vị khán thính giả thân mến, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo rau là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Chúng không chỉ cung cấp chất xơ, giúp khỏe đường ruột, phòng chống bệnh mãn tính mà còn nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng mà cơ thể của chúng ta cần. Mặc dù vậy, không phải loại rau nào cũng được đánh giá là tốt cho sức khỏe. Trên mâm cơm của người Việt thường có 4 loại rau phá hủy nội tạng nhanh khủng khiếp khiến cho tuổi thọ của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng ít ai nhận ra. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung xem đó là loại rau gì để chúng ta tránh nhé. Kinh hoàng với 4 loại rau phá hủy nội tạng nhanh khủng khiếp, cứ ăn vào hủy gan hủy thận, rước ung thư vào người. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, có nghĩa là nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận, có thể vô tình mang bệnh vào người. Tình trạng ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc thức ăn, trúng thực xảy ra khi bạn ăn phải các thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus gây bệnh hay có độc tố mạnh hoặc do ăn phải thức ăn ôi thiêu, nấm mốc. Tuy nhiên, có một thứ nguy hiểm hơn, đó là việc chúng ta nạp vào cơ thể những chất độc không phát tác ngay mà âm thầm gây bệnh về sau này. Điều đáng ngại là có những chất độc đến từ những món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày. Trên thực tế, một số loại rau thông thường tưởng chừng như lành mạnh nhưng chứa đầy chất độc nguy hiểm cho cơ thể. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn biết rằng ăn nhiều rau quả có ích cho cơ thể, bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Nhưng cần phải sử dụng rau tươi vì một số món ăn đã cũ có thể gây ngộ độc, thậm chí tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Rau xanh là món không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mọi nhà. Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin cho cơ thể, nhưng chưa chắc loại rau nào cũng đã tốt, bổ dưỡng cho cơ thể. Có những loại rau càng ăn càng hủy nội tạng và chương trình chắc chắn trong mâm cơm của người Việt thường xuất hiện 4 loại rau này. Nếu ăn quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới gan thận và làm tuổi thọ sụt giảm một cách đáng kể. 1. Rau xanh để qua đêm. Rau xanh chế biến ăn không hết, nhiều người đem cất tủ lạnh để bữa sau dùng tiếp. Điều này tưởng như tiết kiệm, nhưng việc ăn rau để qua đêm gây hại cho sức khỏe. Rau để qua đêm sản sinh nhiều độc tố gây hại gan thận, dùng thường xuyên kéo dài chắc chắn sẽ rút ngắn tuổi thọ của bạn và gia đình. Theo chuyên gia, các loại rau đã nấu chín cất trong tủ lạnh càng lâu thì càng nguy hiểm. Cho dù chúng không bị ôi thiêu, vẫn có hương vị ngon miệng thì vẫn có khả năng sản sinh chất gây ung thư. Các loại rau xanh thường có hàm lượng nitrat cao. Khi nấu chín, ăn còn thừa rồi đem cất vào tủ lạnh, nhất là để qua đêm, sẽ biến thành nitrit. Đây là một chất gây ung thư cực độc. Khi đi vào dạ dày, nitrit sẽ hình thành N-nitroso. Ăn nhiều những loại rau xào, rau luộc hay canh để qua đêm trong tủ lạnh về lâu dài là nguyên nhân gây ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Nhẹ hơn, bạn sẽ thường xuyên mắc các bệnh ở đường tiêu hóa như đi ngoài, đau bụng, nhiễm trùng đường tiêu hóa, v.v. 2. Dưa muối chua. Rau dưa muối chua dễ ăn, lại đưa cơm, dù thời tiết nắng nóng hay lạnh giá cũng thích hợp. Từ rau dưa muối chua, bạn cũng có thể chế biến nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn, giúp các thành viên ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, từ lâu dưa muối chua đã được Bộ Y tế xếp vào danh sách đen những thực phẩm gây ung thư dạ dày. Thường xuyên ăn sẽ khiến bạn bị rút ngắn tuổi thọ cực nhanh. Chưa hết, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, dưa muối chua có hàm lượng muối cực cao. Ăn thường xuyên những thực phẩm nhiều muối như dưa chua, bạn có nguy cơ bị ung thư dạ dày gấp 2 lần so với người khác. Lý do là dưa muối chua có hàm lượng nitrit cao, khi vào dạ dày dễ tạo ra nitrosamin gây ung thư. Người Việt lại có thói quen ăn dưa muối chua kèm các món mặn có hàm lượng đạm và protein cao sẽ càng đẩy mạnh nguy cơ ung thư dạ dày. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, món ăn này cực kỳ không tốt cho chức năng tuyến giáp. Lượng muối cao trong dưa muối sẽ làm tăng hormone tuyến giáp, từ đó có thể dẫn đến các bệnh phổ biến như cường giáp, viêm tuyến giáp, làm gia tăng nguy cơ ung thư ở bộ phận này. 3. Rau củ bị mốc. Người Việt có thói quen tiếc của nên thường cố gắng tận dụng các nguyên liệu nấu nướng. Với các loại rau củ mốc, bà nội trợ thường loại bỏ phần mốc và tận dụng để chế biến các món ăn cho gia đình. Tưởng chừng vô hại, nhưng đây là thói quen xấu cần loại bỏ ngay.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại rau củ bị mốc thường chứa độc tố aflatoxin, chất gây ung thư cao gấp 68 lần arsen và 10 lần kali cyanua. Việc bạn cắt bỏ phần mốc không thể loại bỏ hoàn toàn chất độc này, vì thế nếu cố tình sử dụng sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, thậm chí là gây ung thư gan. Do đó, khi thấy rau củ đã có dấu hiệu bị mốc, hãy bỏ đi ngay, đừng cố gắng ăn mà rước bệnh vào người. 4. Giá đỗ không dễ. Giá đỗ là loại thực phẩm không chỉ bổ dưỡng mà còn thanh nhiệt, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện lượng lớn thuốc kích thích tăng trưởng. Giá đỗ sử dụng thuốc thường không dễ và được bán rất phổ biến trên thị trường. Loại rau này chứa nhiều chất gây ung thư. Ăn trong một thời gian dài sẽ gây hại cho cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan. Để phân biệt giá đỗ làm thủ công và giá đỗ ủ bằng thuốc, có thể lưu ý những đặc điểm sau. Giá đỗ khi ủ theo cách thông thường bằng cách ngâm nước nên giá sẽ chặt hơn, dễ dài như sợi chỉ, không bóng, không to, không mập, có rễ, thân, lá mầm. Giá dùng thuốc kích thích độc hại thì có cọng ngắn, thân mập, đặc biệt là không có rễ hoặc có rễ nhưng rất ngắn, chứ rễ không dài như sợi chỉ giống như giá đỗ tự nhiên. Ngoài 4 loại rau trên, chúng ta cũng nên tránh không ăn những loại thực phẩm này cực kỳ độc hại. 1. Rượu. Theo Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế về Bệnh ung thư thuộc WHO đã đánh giá, các loại đồ uống có cồn, đặc biệt là rượu, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Sau khi uống rượu, lượng cồn sẽ hấp thụ nhanh vào máu qua niêm mạc dạ dày và ruột. Trong khi đó, chỉ có khoảng 10% lượng cồn đào thải qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu. Có tới 90% lượng cồn còn lại đi qua gan. Do đó, nếu gan phải tiếp xúc với cồn, các phản ứng hóa học của cồn có thể làm hỏng các tế bào gan khiến bạn bị mắc các bệnh viêm gan B, C và từ đó hình thành nguy cơ mắc bệnh ung thư gan càng cao. 2. Gừng thối. Nếu củ gừng khi mua về xuất hiện những vết thâm đen thì đó thường là chỗ đã bị thối. Khi gừng thối sẽ sinh ra độc chất aflatoxin. Đây là chất gây ung thư hàng đầu đã được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo từ lâu. Aflatoxin là chất có độc tính cao, chỉ cần 20mg ăn vào cơ thể có thể gây tử vong, với 1mg chất này có tác dụng gây ung thư mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sau khi aflatoxin xâm nhập vào cơ thể, tổn thương chính nằm ở gan. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của các tế bào gan, khiến chúng trở thành tế bào ung thư. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải thận trọng, không nên ăn tất cả những thứ, trong đó có gừng, bị mốc, thối hỏng, ôi thiêu, thậm chí khi nó mới chỉ bị hư hỏng một phần nhỏ cũng cần bỏ ngay. Vì vậy, khi củ gừng bị dập nát, tốt nhất là bạn nên vứt bỏ thay vì tiếc rẻ rồi mang bệnh vào thân. Bạn cũng không nên chỉ cắt phần hỏng đi rồi dùng phần còn tươi, vì một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi bị hỏng, độc tố Sikimon có sẵn trong củ gừng chứ không phải chỉ ở phần dập nát nên không thể cắt bỏ hết. 3. Bí đỏ để lâu ngày. Bí đỏ không những là món ăn ngon bổ dưỡng mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh. Tuy nhiên, nhiều người do ăn thường xuyên món bí đỏ nên cơ thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ không mong muốn. Trong đó, cần lưu ý rằng không nên ăn bí đỏ già để lâu. Lý do là vì trong bí chứa hàm lượng đường cao, nếu lưu trữ thời gian dài sẽ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, nếu ăn bí để lâu ngày sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa trên tuần vì trong món ăn này chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Khi ăn nhiều chất này sẽ dự trữ ở gan và dưới da nên lòng bàn tay, bàn chân, chóp mũi dễ có màu vàng. 4. Cà chua chưa chín kỹ. Cà chua là món ăn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trong cà chua xanh có chứa một chất có tên là nitrate, đây là chất cực độc. Ở liều lượng nhẹ, người ăn sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và nôn sau khi ăn. Nặng hơn, nạn nhân thậm chí có thể bị đe dọa tính mạng. Trong lịch sử đã ghi nhận nhiều người qua đời vì ăn phải cà chua xanh. Sự thật là trong cà chua xanh có chất solanin, một alkaloid tương đối độc, trong mầm khoai tây có rất nhiều chất này.
Khi cà chua thật chín thì không còn solanin. Có thể người xưa đã bị ngộ độc do ăn cà chua xanh hoặc ương ương chưa chín hẳn nên đã lên án cà chua trong một thời gian dài. Còn khi cà chua chín, các chất độc hại trong cà chua có tên là alkaloid sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên thưởng thức. Để ăn rau có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, bạn nên làm gì? Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, để món rau không mất chất dinh dưỡng lại không gây hại sức khỏe, đầu tiên bạn nên chế biến rau ở nhiệt độ cao cho rau nhanh chín, màu đẹp. Sau khi rau chín, ngay lập tức tắt bếp. Vớt rau ra đĩa đối với rau luộc hoặc đổ rau ra bát đối với canh rau. Nên ăn cơm ngay để món ăn vẫn có độ nóng vừa phải, đảm bảo ngon miệng và món ăn cũng có màu sắc tươi ngon. Ngoài ra, khi nấu rau, bạn cần áp dụng một số thói quen sau để rau không bị mất vitamin và khoáng chất. 1. Không rửa rau củ quả sau khi thái. Nếu cắt rau xong mới rửa sẽ làm mất một lượng vitamin thường tồn tại ở dạng nước. Rau củ quả sau khi cắt lại bị ngâm vào nước sẽ bị tổn thất 14-23% giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, nếu ngâm trong một đêm, lượng vitamin C gần như bị thất thoát hoàn toàn. Hàm lượng các chất dinh dưỡng khác như vitamin nhóm B hoặc khoáng chất, protein tan trong nước cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thay vì nhặt rau, làm sạch vỏ, vân vân rồi thái nhỏ, sau đó đem đi rửa, giờ bạn chỉ cần thay đổi lại một chút trong thao tác các bước. Sau khi nhặt rau củ thì hãy rửa sạch luôn rồi mới đem thái cắt. 2. Sơ chế rau xong hãy nhớ nấu ngay. Việc làm sạch rau củ quả, cắt thái xong xuôi nhưng không tiến hành nấu ngay khiến món ăn bị thất thoát lượng lớn vitamin qua quá trình bốc hơi nước. Do đó, chuyên gia khuyến cáo nếu đã tiến hành rửa rau và thái rau xong xuôi thì cần tiến hành chế biến ngay. Càng để lâu, rau càng bị mất chất dinh dưỡng, cơ thể càng ít có cơ hội hấp thu. 3. Không tích trữ rau củ lâu. Không tích trữ rau trong tủ lạnh quá lâu. Không ít người có thói quen một tuần đi chợ một lần, thức ăn sẽ được để trong tủ lạnh ăn dần. Cách làm này vừa thuận tiện lại tiết kiệm thời gian, nhưng bạn có biết, cứ sau một ngày, rau xanh mất đi một lượng lớn chất dinh dưỡng. Ví như rau chân vịt, trong điều kiện nhiệt độ bình thường 20 độ C, sau 24 tiếng đầu tiên sẽ mất khoảng 84% vitamin C. Vì vậy, nên rút ngắn thời gian bảo quản rau. Còn nếu như bạn muốn bảo quản rau cho ngày hôm sau, thì nên để ở nơi khô ráo, thoáng gió, tránh ánh nắng mặt trời. 4. Không ăn quá nhiều rau. Nhiều người lại có quan niệm chỉ ăn rau không ăn thịt. Cho dù ăn nhiều rau rất có lợi cho việc phòng chống chứng tê cứng động mạch, nhưng nếu chỉ ăn rau không thì vẫn chưa đủ. Mỗi ngày cơ thể chúng ta lại cần một lượng cholesterol nhất định. Lượng cholesterol trong máu được duy trì ở mức độ thích hợp có thể phòng tránh bệnh ung thư. Chỉ ăn rau sẽ dẫn đến hiện tượng cơ thể thiếu protein, suy nhược, làm chậm quá trình tăng trưởng. Ngoài ra, không ăn thịt đồng nghĩa với lượng vitamin B2 trong cơ thể cũng không đủ, cơ thể sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Lượng kẽm trong rau xanh không nhiều, vì thế những người ăn chay thường xuyên sẽ có những biểu hiện thiếu kẽm nghiêm trọng. Thưa quý vị, trên đây là những loại rau mà nội tạng của chúng ta sợ nhất. Để bảo vệ tuyệt đối các bộ phận trong cơ thể của mình, bạn cần hạn chế những điều nêu trên, đồng thời thực hiện chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng cũng như là luyện tập điều độ để có một sức khỏe tốt. Ban biên tập chương trình luôn kính chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.